Xin chào tất cả mọi người nhá. Gái dân tộc lại có mặt ở một vườn sầu riêng ở Tây Nguyên. Hôm nay rất là nắng. Đấy, thì mình phải kéo cái mũ này lên đội đây. Cùng mình khám phá cái vườn sầu riêng ở Tây Nguyên, khu vực cư rút Đắk Nông nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở một tảng đá cao để mình quay quanh sườn sầu riêng. Nhưng mà quay như vậy thì chỉ thấy lá thôi và cây thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình di chuyển đi xuống dưới, mình sẽ quay vào trong gốc nha. Đây là cây sầu riêng đầu tiên ở trong vườn mình quay. Hello mọi người. Và đây là những trái sầu riêng. Wow, các bạn cẩn thận nhé. Gài. Tây Nguyên thì có những cái đặc sản đấy có giá trị cao, đó là sầu riêng, cà phê, hủ tiêu đấy. Mọi người có thể nhìn thấy rằng sầu riêng rất là thấp đúng không? Mình đang ngồi nhé, không phải đứng nhé. Đó. Này, những cái trái sầu riêng gọi là ú nu. Ú nu. Hello mọi người. Đó. Những trái sầu riêng rất là tròn này. Đây. Tuyệt vời đúng không các bạn? Một cây thôi thì chưa đáng. Chúng ta tiếp tục nhé. Trời, tầm này rất là nắng. Mình thấy một cây bên này. Đây này, nhiều trái. Đi vào nhé. Quá nắng, quá nắng. Rồi, vô đợi, vô tới đây. Đây. Trái đầy gốc. Đầy gốc như vậy thì hỏi sao mà không nhiều sầu được. Đấy. Mình ngồi thấp xuống nhé. Đây. Sát đất. Sát gốc. Sầu riêng nhiều như vậy đấy mọi người ạ. Vườn này được 5 năm rồi. Vậy là năm nay thu năm thứ 2 nhé mọi người. Ồ, mình thấy một cây phía xa. Cây đó, cây đó. Cây đó, ok đúng cây đó rồi. Nhiều trái. Cùng mình đi nhé. Nắng quá mọi người ạ. Phải đội như vậy đâu. Đây nha mọi người. Nhiều trái. Quá chơi trái luôn. Sầu riêng. Đó, sầu riêng. Đây này. Thơm rồi. Mới vào gốc thấy thơm rồi. Vậy là có một trái nào đó chín. Sẽ đi tìm trái chín nha mọi người. Rồi mọi người ạ, vừa cắt. Đây, có vết cắt đây. Đấy, nhưng mà hương của nó bây giờ vẫn còn đọng lại. Đấy, cho nên là có thể rụng vừa lượm xong. Bên này một cây nữa. Siêu trái mọi người ạ. Đấy, sầu riêng rất là nhiều. Đây. Mình đang đứng sát những cái quả ú nu. Chỉ có khoảng mấy ngày nữa thôi thì sẽ bắt đầu cắt sầu riêng để bán cho thương lái. Đấy, sầu riêng rất là lớn. Giờ vào mùa rồi. Ok, video này sẽ dừng ở đây nhé mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những video cắt sầu riêng vào một số ngày tới. Xin chào và hẹn gặp lại.